Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Vụ chuyến bay giải cứu doanh nghiệp nói là nạn nhân của văn hóa phong bì. Quý vị và các bạn thân mến tại phần tranh luận của phiên tòa chuyến bay giải cứu, bị cáo Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky trình bày. Trước dịch COVID-19, doanh nghiệp của bị cáo là đơn vị có tiếng trong ngành hàng không, doanh thu khoảng 1.000 tỷ một năm với hơn 100 nhân sự. Tuy nhiên, khi dịch bùng phát, các doanh nghiệp hàng không nói chung gặp nhiều khó khăn, vỡ nợ và công ty Blue Sky cũng không nằm ngoài vòng xoáy trên. Năm 2020, với uy tín của mình, công ty đã được Vietnam Airlines lựa chọn để thực hiện 10 chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam từ Mỹ hồi hương. Bị cáo đã được chứng kiến nhiều nụ cười và giọt nước mắt của hạnh phúc của đoàn tụ. Bị cáo cũng có con ở bên Úc, Thời điểm đó con bảo, ba làm nhiều chuyến bay giải cứu thế mà để con chết ở bên này à, khiến bị cáo rất đau xót, bị cáo sơn kể. Từ việc biết được nhiều người cách xa gia đình vì chậm chuyến bay mà mẹ không gặp con, cháu không gặp bà, có người còn mất trên chuyến bay, bị cáo Sơn cho biết đã cố gắng thực hiện càng nhiều chuyến bay giải cứu càng tốt. Tổng giám đốc công ty Blue Sky nói, nhiều người nghĩ doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi nhuận, bị cáo không phủ nhận điều này, nhưng bị cáo giải bày, Thời điểm dịch Covid-19, bị cáo cảm nhận được nỗi đau của người xa xứ và không đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Ông Sơn thừa nhận việc đưa hối lộ để được cấp phép các chuyến bay giải cứu, dù bị cáo cho rằng bản thân không tham gia nhiều. Theo Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, việc xin cấp phép tổ chức các chuyến bay được giao cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hằng lo liệu, còn Sơn xây dựng, phát hành chuyến bay và khảo sát lưu trú để công dân về nước an toàn. Mặc dù thời điểm đó đang giãn cách xã hội, nhưng bị cáo liên tục đi nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước để khảo sát địa điểm cách ly cho công dân về nước. Những lần đi công tác về, bị cáo thường phải cách ly ở phòng riêng để đảm bảo an toàn cho gia đình, mẹ già, bị cáo Sơn trình bày. Sơn nhận định, tại Việt Nam nếu có từ 2 đến 3 doanh nghiệp cùng thực hiện một việc đã khó có thể thỏa hiệp về giá. Thời điểm Covid-19 có hàng chục doanh nghiệp cùng đưa công dân về nước nên dẫn đến loạn giá, không có mức giá chung, Tổng giám đốc công ty Blue Sky nói đã cảm thấy sốc khi nghe bản luận tội của Viện Kiểm sát, mức án 11 đến 12 năm tù gần như là mức kỳ khùng. Qua vụ án này, bị cáo nghĩ rằng doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin cho, nạn nhân của văn hóa phong bì, nạn nhân của thiếu hiểu biết, bị cáo sơ nhận định. Hai người sáng lập công ty đều phải đối diện hình phạt của pháp luật, công ty mất uy tín khiến gần trăm con người đối diện nguy cơ mất việc. Vì vậy, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thể sớm trở về, ông Sơn bày tỏ. Trong bản luận tội, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Hằng đã bàn bạc thống nhất với Lê Hồng Sơn về việc đưa tiền cho các cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép các chuyến bay. Cơ quan công tố cáo buộc, trong quá trình xin cấp phép 109 chuyến bay cách ly y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, Sơn và Hằng đã đưa hối lộ 63 lần, tổng số hơn 38 tỷ đồng cho 12 người. Đánh giá về nhóm bị cáo đưa hối lộ, cơ quan tố tụng nhận định, họ một phần từ mục đích tìm kiếm lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho người lao động trong hoàn cảnh khó khăn dịch bệnh, Phần còn lại cũng vì ý thức của các doanh nghiệp trong việc đồng hành với nhà nước thực hiện các chuyến bay đưa càng nhiều công dân về nước càng tốt. Tuy nhiên, trước sự gây khó khăn đòi hỏi, yêu sách nhũng nhiễu, tạo ra cơ chế xin cho của một số đối tượng trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên họ đã phải đưa tiền để được duyệt cấp phép các chuyến bay. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử cũng cần cân nhắc đánh giá đúng nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh để có hình phạt phù hợp đối với người đưa hối lộ, bản luận tội nêu. Cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên có khả năng thoát án tử. Thưa quý vị, trong vụ chuyến bay giải cứu bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế bị viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất tử hình với việc đã khắc phục hậu quả với số tiền lớn, liệu bị cáo này có thoát án tử hình. Sau 10 ngày xét xử, hội đồng xét xử vụ án chuyến bay giải cứu đang nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào các ngày tới đây. Trong số 54 bị cáo, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, là người bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án nặng nhất tử hình với tội nhận hối lộ. Bị cáo Phạm Trung Kiên bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ 253 lần, tổng số tiền 42,6 tỷ đồng trong quá trình cấp phép các chuyến bay. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo là nhận hối lộ nhiều nhất, thủ đoạn trắng trợn nhất. Viện Kiểm sát cũng phản bác các quan điểm bào chữa của luật sư và bị cáo rằng không thể vô ý mà nhận hối lộ tới ba lần. Lời sau cùng bị cáo Kiên nói rằng, đó là bản án rất nhiệt ngã, bị cáo không nghĩ mình vi phạm đến mức phải loại trừ ra khỏi cuộc sống, loại trừ khỏi xã hội khi mới ngoài 40 tuổi. Bị cáo bị ám ảnh vì mức án tử hình nên bị cáo sợ, bị cáo muốn chết để thoát khỏi áp lực đó. Do vậy, bị cáo có một thời gian điều trị trong bệnh viện tâm thần, bị cáo Kiên vừa nói vừa nghẹn ngào. Lời sau cùng, Phan Thị Kim Ngân, một bị cáo đã đưa hối lộ cho Phạm Trung Kiên cũng nói rằng, khi nghe Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với hành Kiên bị cáo bàng hoàng, vô cùng sợ hãi. Suốt quá trình diễn ra phiên xử, điều dư luận quan tâm là sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình, thì liệu Phạm Trung Kiên có cơ hội thoát án tử hay không? Trước khi hội đồng xét xử tuyên án, nếu Phạm Trung Kiên đã nộp lại 3 phần tư số tài sản đã nhận hối lộ, 3 phần tư của 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ là 31,95 tỷ và được hội đồng xét xử ghi nhận một trong hai tình tiết là hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì về nguyên tắc bị cáo này có khả năng thoát án tử hình. Trường hợp bị cáo không đáp ứng đủ điều kiện nêu trên và hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đến mức phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội thì tòa vẫn có thể tuyên bị cáo mức án tử hình. Và sau khi đã bị kết án tử hình, nếu bị cáo đáp ứng đủ điều kiện về việc chủ động nộp lại 3 phần tư tài sản nhận hối lộ, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn, thì theo điểm C khoản 3 điều 40 Bộ Luật Hình sự, hình phạt tử hình được chuyển thành tù trung thân. Đặc biệt, nếu bị cáo kiên hợp tác khai ra người phạm tội khác giúp cơ quan tố tụng phát hiện, điều tra xử lý người này, thì bị cáo đương nhiên được áp dụng tình tiết, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm nói trên. Cộng với việc bị cáo đã chủ động nộp lại 3 phần tư tài sản nhận hối lộ, tình tiết này có thể giúp bị cáo thoát án tử hình. Trong vụ án này, trong quá trình điều tra khởi tố vụ án, bị cáo Phạm Trung Kiên đã trả lại cho các doanh nghiệp số tiền hơn 12 tỷ đồng, sau đó bị cáo và gia đình đã nộp lại 23 tỷ. Khi nói lời sau cùng, bị cáo hứa sẽ cố gắng cùng gia đình khắc phục nốt số tiền còn lại và xin hội đồng xét xử cho bị cáo một cơ hội được sống để trở về phụng dưỡng bố mẹ, dạy dỗ con cái. Sập bẫy nhận quà tặng qua mạng, một phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng thụ lý tin báo bị lừa hơn 2 tỷ đồng với chiêu thức nhận quà tặng qua mạng. Theo đó, bà Nguyễn Thị N, 59 tuổi cho biết, bà tham gia đăng ký nhận quà hè trên Facebook. Sau khi đăng ký, trang quà tặng đi yêu cầu bà N cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận quà và hướng dẫn tạo tài khoản Telegram để cấp phiếu xác nhận quà tặng. Bà N được hướng dẫn từng bước cho đến khi nhận được phiếu xác nhận quà tặng và mã nhận quà. Tiếp đó, bà Nờ được yêu cầu kết bạn và nhắn mã nhận quà với quản lý có tên Ngọc Anh qua phần mềm nhắn tin Telegram để được hướng dẫn. Sau đó, Usname, giám đốc kinh doanh, hướng dẫn các bước trên hệ thống và cửa hàng thời trang Jody tăng doanh số bán hàng trên các trang mạng thương mại điện tử. Tiếp tục, tài khoản này đề nghị bà thanh toán trước 300.000 đồng bằng phương thức chuyển khoản. Sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà sẽ nhận được 360.000 đồng. Ngoài ra, được nhận thưởng phân quà trị giá từ 500.000 đến 2,5 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn chuyển khoản 300.000 đồng, điện thoại bà báo tin nhắn đã nhận được 360.000 đồng. Ngay lập tức, bà Nơ được nhắn tin yêu cầu tham gia nhiệm vụ số 2. Lúc này số tiền bà Nơ phải chuyển lên gần 2,6 triệu đồng và sẽ được hưởng hoa hồng 30%. Với cách tương tự, nhóm lừa đảo dụ bà n liên tục chuyển tiền với số tiền tăng dần lên 7,9 triệu, rồi 28 triệu, 88 triệu, 230 triệu đồng. Sau đó ít ngày, bà Nơ được hướng dẫn làm việc với kế toán để giải ngân quà tặng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Tài khoản xưng là kế toán còn nhắc bà Nờ thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước đúng luật. Sau đó bà Nờ chuyển 151 triệu đồng, cung cấp lại số tài khoản cá nhân để được giải ngân quà tặng 1,5 tỷ đồng. Ngày hôm sau, bà Nờ được tài khoản tự xưng kế toán thông báo kèm gửi cho bà chụp màn hình, hệ thống nhắc nhở, hoàn trả thất bại, với lý do đang đồng bộ dữ liệu và yêu cầu bà Nờ thanh toán tiếp 300 triệu đồng mới nhận được quà tặng. Bà Nờ xin giảm vì hết khả năng thì được gia hạn đến 15 giờ 30 cùng ngày phải nộp đủ 300 triệu đồng. Lo sợ mất khoản tiền hơn 1,6 tỷ đồng quà tặng, nên bà N phải vay mượn đủ 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản tại một ngân hàng có tên Doãn Văn Trí Linh. Sau khi chuyển tiền xong, kế toán trả lời đang phải thực hiện công chứng hồ sơ xác minh nguồn tiền và yêu cầu bà N nộp 254 triệu đồng phí công chứng. Sau khi vay mượn để chuyển khoản đủ số tiền công chứng, kế toán trưởng lại giới thiệu bà N làm việc với một tài khoản có tên Trần Ngọc Thái Sơn, chức vụ tổng giám đốc. Tổng giám đốc cho biết bà N là VIP, số tiền được nhận về hơn 2,36 tỷ đồng và bà phải nộp thêm 300 triệu đồng bảo hiểm rủi ro khi rút tiền. Bà N Năn nỉ trừ vào số tiền thưởng và yêu cầu chỉ cần gửi lại cho bà 1,8 tỷ đồng nhưng bị từ chối. Sợ mất khoản tiền lớn, bà N lại vay mượn thêm 200 triệu đồng chuyển khoản cho nhóm lừa đảo. Người tự xưng tổng giám đốc còn nhắn chị cố gắng hoàn thành nốt số tiền 100 triệu đồng còn lại để ký lệnh giải ngân cho chị. Thế nhưng đến tối cùng ngày tổng giám đốc kế toán trưởng đều không thể liên lạc được lúc này bà n mới biết mình bị lừa và nói với chồng con biết sự việc